Ok, chào anh em. Ui anh em ơi, nay tôi ngồi chơi một lúc, tôi test tiếp các kiểu các thứ, tự nhiên tôi tìm ra một cái đội hình này, line up này, nó phải gọi là chân ái luôn anh em ạ. Ba trận liên tiếp top 1 rồi đấy. Đấy, thế là trận này nhá, tôi phải quay lại ngay để coi như là anh em thẩm xem là cái đội hình này liệu rằng nó có phải là mạnh nhất meta không. Đấy, TS được trong meta này không, meta cá nha anh em nhá. Đó. Ok. Đầu game mình chưa nói lên được điều gì nhá anh em nhá. Tôi nói luôn là tí nữa tôi sẽ pick những con Glide vào. Đấy. À úi rồi. Nay mới được gặp tôi à? Ôi trời trời, quý hóa quá nhờ. Anh em fan ở trên kênh rồi. À, hóa ra là anh em hôm trước anh em comment là muốn được gặp tôi nhưng mà nhiều anh em mong muốn cái điều đấy lắm. Thật mà. Rất nhiều anh em comment như thế, tôi không biết anh em là anh em nào đâu. À, anh em nào thì có thể là sau cái clip này anh em có thể là comment phía dưới tôi biết được xem là đấy là ai nhá. Ok. Rồi. Đấy. Fox line rơi này được. Mặc dù đầu game vẫn chưa ra cái bọn line đâu nhưng mà tôi sẽ hướng dần sang cái bọn line thôi. Cái đội hình này nhá, tôi chơi nó gọi là chỉ gọi là chơi chơi đấy. Tức là chơi nhưng mà lại là chơi của chơi ấy. À, chơi chơi thôi nhưng mà tự nhiên nó lại thấy nó mạnh nên là tôi lại bị nghiện rồi anh em ạ. Dã man. Meta này chắc là mấy cái ông kiểu ma tăng là thích lắm đấy. Khỏe. Nhưng mà bây giờ anh em biết là gì không? 6 Glide kết hợp với cả 6 cá anh em ạ. Tôi chơi thử rồi, ủa, mạnh vãi đái luôn. Tôi tiết lộ cho anh em luôn. Đỡ mất công anh em tua đến cuối game làm gì. Đấy, mạnh lắm anh em ơi. Cái vấn đề là anh em có được bài độ không thôi. Đấy, có ra được Glide sớm hay không thôi. Nếu mà ra sớm thì càng ngon, nhưng mà ra muộn thì cũng không sao. Cứ cuối game anh em form được cái bộ đấy thì anh em vô địch. Khỏe lắm anh em ạ. Mà cái bộ đấy nhá, nó khỏe mà nó lại còn nó vừa trâu nó còn đam nó còn khỏe cơ. Bình thường cái con Avezo Glide ấy nó là cái con mà nó phải tích đam đúng không? Nhưng mà trong cái bộ này anh em chỉ cần là coi như là full thủ thôi. Mắc thủ. Mắc thủ cuối game anh em cũng chỉ cần thủ nhiều. Cái bộ cá bây giờ nó trâu anh em ạ. Nó rất là trâu luôn. Mà bây giờ nó kết hợp với bộ Glide ấy thì nó lại càng trâu. Đấy, nó trâu kinh khủng điển luôn. Hai cái bộ mà nó trâu nhất ở trong game kết hợp với nhau. Mà chưa hết đâu anh em. Cái vấn đề ở cái chỗ là gì? Sau khi tôi chơi một hai trận tôi mới nhận ra một cái điều. Đấy là ngoài cái việc là nó trâu ra thì nó còn đam nhiều nữa, nó còn khỏe nữa. Nó gây cái lượng đam nó rất lớn. Đấy. À, thế rồi, chả cần phải pick. À quên, tôi su chứ. Đấy. Tôi pick cái này với cả cá nha anh em nhá. Ngày trước ấy, cái bộ Glide nó rất sợ con Dark Spirit. Nó rất sợ con Dark Spirit luôn anh em ạ. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Bây giờ thì khác rất nhiều rồi. Bây giờ nhá, kết hợp với 6 cá nhá, Dark Spirit nó thả chấp cả RO luôn. Thả hai cái bãi RO ra phản đòn chết tươi. Kinh lắm anh em. Kinh khủng luôn ấy. Nó giảm 90% sát thương mà. Đấy, nó đã coi như giáp to rồi, nó kháng phép mạnh rồi, nó còn giảm sát thương. Nó còn phản sát thương luôn. Bây giờ chấp tất cả các thể loại luôn. Ra hai con phong vũ này. Chắc là tôi sẽ tận dụng cái con này. Tận dụng con phong vũ đầu game con này khỏe anh em ạ. Chơi tạm đã nhá anh em nhá, tí nữa có Glide thay sau. Con này mà lên được 2 sao thì gánh được đấy. Phong vũ kẹp với 6 Glide vẫn chơi được nhá. Xong rồi chuyển dần thôi. Đó. Cứ bình tĩnh. Hơi đen nhỉ. Roll từ nãy giờ không ra được cái con Glide nào. Đấy, chỉ ra được mỗi con rơi. Nhưng mà thôi không sao. Chơi kiểu gì thì kiểu thì tí nữa tôi cũng sẽ ép bọn nó ra thôi. Anh em ạ. Tôi cũng sẽ ép, tôi chơi cái này ở level 7 đó. Xong rồi dần dần. Ở level 7 tôi chỉ cần full 2 sao tôi up dần lên 10 đó. Bộ đấy chơi ở level 11 là đủ nhá anh em nhá. Chơi level 11 là đủ à. Mà chơi Glide thì nó cũng dễ lên 11 thôi. Ủ đây rồi.
hay quá. Lùn thêm cái nữa nào. Ây giời. À đây con này được. Rồi. 20 Metalit đã anh em. 20 Metalit gánh kèo đầu game. Cá từ từ nha anh em nhé, chưa mua vội. Giai đoạn này chưa mua. Tí nữa tôi còn phải dành tiền để tôi roll mấy cái bọn này nó lên được 2 sao hết cơ. Cá thì chắc là phải giai đoạn khi mà tôi lên được 10 tôi mới bắt đầu mua nha anh em nhá. Lên 10 bắt đầu mua. 9, 10 bắt đầu mua dần những con cá. Còn cái tầm này chưa mua đâu. Mua ôm nó sẽ không cho được vào đội hình, nó yếu. Vừa điếc tơ luôn này. Nào. Tí nữa chúng ta sẽ kết hợp hai cái bộ cực kỳ trâu luôn. Mà cái bộ cá nó có một cái rất hay. Đấy là nếu mà khi mà chúng ta chơi với Glitter ấy, chúng ta bị úp lồng ấy, thì mày cứ đứng ở ngoài đi, mày cứ đấm thoải mái đi. Đứng một chỗ luôn cho bọn mày úp đồng luôn. Đấy, nó phản lại. Khỏe lắm anh em. Chấp luôn. Nó giống như bộ Warrior ấy, nhưng mà nó là nó gọi là gây đam theo dây. Đấy, cứ 3 giây gây đam một lần, 100 đam. Đây rồi. Thôi, bán mấy con Metalite thì thôi anh em ạ. Đấy, tận dụng thế là được rồi. Bây giờ tôi có 4 nai rồi. 4 nai chuyển ở level 6. Đấy, chúng ta sẽ có 4 nai. Ok. Luôn cả lửa này. Đấy. Từ từ nhá. Không không, thế này mạnh hơn. Từ từ bình tĩnh. Lốt, 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 lốt. Từ từ, cái này chưa mạnh đâu. Chuyển có khi lại thua ấy. Ra con mèo kẹp được Sivet vào thì khỏe hơn. Mấy con của Goblin ấy, đầu game nó khỏe lắm anh em. Nó toàn một sao mà nó đã 800 máu rồi. Đấy, đam gây ra thì cũng to, giáp thì cũng to luôn. Máu nhiều, mỗi tội đánh chậm thôi anh em ạ. Đều rồi. Chúng ta đá qua một chút human nhá anh em nhá. Vốn cái nào. Rồi, thôi từ từ. Sau này thì chắc là tôi nghĩ là vẫn chưa chuyển được vào đâu. Bởi vì trong cái đội hình này nó có vẻ nó vẫn mạnh hơn so với việc là tôi chơi 4 nai anh em ạ. Thôi. Round cuối anh em nhá. 4 nai kết hợp với cả 3 goblin thì chúng ta có thể đánh ở level 7 là được đấy. Nhưng mà phải lên được 7 cơ. Nên tôi để round sau. Ui gặp ngay có chuỗi này, hay quá. Khả năng cắt chuỗi của nó này. Rồi. Hay quá anh em ơi. Quá tuyệt vời. Chưa. Quyết định giữ Sivet một round quá hợp lý luôn anh em ạ. Bỏ like vào chưa chắc ăn đâu. Đấy, bây giờ có vẻ ngon rồi này. Bây giờ bỏ được rồi đấy. Bún nai. Từ từ nha, chắc là tôi sẽ bán mấy con Goblin đi luôn. Bởi vì ở đây tôi có một con gấu, tôi tận dụng luôn anh em ạ. Bốn nai vào này. Cho đồ cho con này nha anh em nhá. Heaven Bomber không lên được 2 sao, bán thôi. Tầm này muộn rồi. Đấy, còn con Zipper tôi sẽ để lại, con này khỏe. Zipper để lại. Zipper tí nữa, ví dụ đánh với bọn Nai ấy, có thằng nhà chơi Nai nhá thì có thể lấy Zipper gánh giai đoạn giữa game. Zipper khỏe hơn là con Agali đấy. Zipper cooldown của nó nhanh. Còn nếu mà có mèo, thêm một con mèo nữa thôi, chắc là cũng bán. Rồi. Đây là cái đam đầu tiên của tôi. Từ nha. Ở đây lại có con sói này. Nó kết hợp với cả sói và là chúng ta có beat luôn này. Thế chắc phải bán Zipper rồi, hết slot rồi anh em ạ. Hết slot rồi. Đó, bán này. Ok. Rồi, tạm thời như này đã. Tận dụng mấy cái con được cho anh em ạ. Tận dụng mấy con được cho. Mua đao kiếm quyển sách kia được rồi.
Tôi sẽ không có tích sách đâu, mà tôi sẽ cắn sách luôn. Bởi vì tôi xả tiền, tí nữa tôi sẽ xả tiền mạnh, nên là tôi sẽ cắn sách thôi. Sách nó sẽ bù vào cái lượng tiền tôi roll. Roll luôn nhỉ? Rồi, roll đi. Hết tiền luôn. U đây bỏ. Hết tiền luôn anh em nhá. Thôi. Chả có đợi nữa. Rồi bỏ cái này đi đã. Sói này. Sói vào chắc bán thêm con nữa. Bán con này đi. Đây rồi. Evil Glide. Vậy là chúng ta có 6 like nhá. Bán con này đi. 6 like trước. Cho 6 like trước đã. Rồi. Mặc dù là không có sách, nhưng mà thôi, chấp nhận, chấp nhận, chấp nhận. Cứ phải mạnh đã anh em. Phải giữ được cái chuỗi này. Giữ cái chuỗi này đã rồi tính sau anh em ạ. Đều đây, cho con này vào là cũng được này. Flame 2 sao cho vào là gây đam là cũng ok đấy. Thay cho gấu. Tạm thời ra như thế. Chúng ta sẽ có thêm quyển sách nữa. Rồi, ui đen nhỉ. Con Agali Clyde và con Avezo Clyde nó có cặp rồi. Ở đây có tôi có tới tận là 4 cặp. Đấy, 5 cặp luôn. Tôi cố tôi luôn hết tiền để tôi ra nó lên 2 sao hết đấy. Tôi cố gắng tôi hết tiền luôn. Anh em nhìn tôi có 5 cặp không? Bọn này nó chỉ cần nổ thôi, một phát tôi là vô địch luôn này. Thôi cố gắng là xả tiền một chút anh em nhá. Lao sau mà không lên được 2 sao tôi vẫn rôn. Tôi chắc là tôi vẫn rôn. Giữ cái chuỗi này. Đêm này vẫn chưa đủ mạnh đâu. Bởi vì là full 1 sao á. Full 1 sao ở đây, ví dụ như cặp cái thằng này là nguy cơ thua này. Này nó berserker 2 tia. Mà con flame của tôi đứng đằng sau thì tôi nghĩ là vẫn sẽ ổn đó. Trên này là có 9 warrior nhá. Đấy, vậy là sẽ có cái bộ counter và cái nhà line của chúng ta. Ok bạn ơi, hay quá. Đó. Rồi, roll tiếp anh em nhá. Được đấy. Bỏ cái Nagali đi này. Rồi, xong. Tôi chỉ cần full 2 sao anh em nhá. Xong rồi là chúng ta up cấp lên 11 luôn. Đấy. Kể cả là con ngựa tôi cũng chỉ để 2 sao thôi. Bây giờ cái bộ cá gần như là nó gánh hết toàn bộ cái lượng đam. Anh em ạ. Bộ cá bá đạo quá. Anh em nếu mà anh em chơi thử rồi thì anh em có thể tự cảm nhận nhá. Tôi cũng chỉ có thể nói đến cái mức đấy thôi. Ra 3 clip về cái bộ cá rồi. Anh em cũng biết sức mạnh của cái bộ đấy rồi. Trên này như là có boss thì phải. Đúng không? Thằng này là thằng boss này. Hai thằng mà 9 mấy tiền. Đâu thằng nào nữa? Đúng rồi. Có một thằng 85 tiền kia chắc là cũng boss. Đầu mùa anh em ạ. Đánh ở đầu mùa kiểu không biết anh em đi đâu hết rồi mà nó để cho thiếu người thì phải ghép với boss này. Đây. Nốt đi. Đây rồi. Già này. Rồi, chúng ta tạm thời có 6 human đã. Hơi đen nhỉ. Tôi có 5 cặp rồi đấy. 5 cặp mà không cặp nào lên được 2 sao à? Cay thật. Năm cặp luôn anh em ạ, dã man. Từ lấy là tôi roll ấy, nó cái lượt roll vừa rồi là gần như là chúng ta chỉ thêm được con già thôi. Chứ còn đội hình thì nó không mạnh hơn. Để như này không biết là có ăn được cái round sau không. Có lẽ là round sau tôi vẫn phải để 6 Clyde vào. Chứ còn nếu mà để 6 human thì khả năng toang rất cao. Mất chuỗi đấy. Ưu tiên hàng đầu là giữ chuỗi. Đây rồi, có cái gậy. Gậy bão cho già. Tạm thời thế. Cái gậy bão này tí tôi sẽ cho Tesu. Không có lo là chúng ta sẽ không có đồ đâu. Đồ ghép luôn được. Nói chung là cái bộ này đánh thì thoải mái đồ. Đồ như nào cũng chơi được hết nha anh em nhá. Kể cả Blink. Blink cũng sẽ phải cần đấy. Ok. Tạm thời này đã anh em.
lên được 8 ấy thì chúng ta sẽ cho con sói vào. Đánh con level 8. Rồi. Đây là ghép được cái hút máu nhá. Rất ngon đấy. Hút máu trừ giáp bây giờ đánh với warrior là bắt buộc phải có nha anh em nhá. Nó chả có cái món đồ nào nữa đâu. Nếu mà có warrior ở trong trận đấu ấy, như trận đấu này có warrior là sẽ phải có cái hút máu trừ giáp. Đấy là điều chắc chắn. Tôi nói chung là tôi cứ chốt sớm đi. Không phải có nhiều đâu. Ok. Rồi. Thằng này ăn được, yên tâm. Bún này nó có cái độ trâu chó của nó đấy. Tầm này kết hợp với mết là ngon rồi. Đấy, ra cá rất nhiều nha, nhưng mà tôi chưa mua đâu. Tiền bây giờ không có đủ tiền để có thể mua được, ôm được những con cá anh em ạ. Và chúng ta cũng sẽ không có cái slot ở phía dưới, nên là tí nữa nha anh em nha. Không phải vội đâu. Lên 10 rồi còn lên 11, thậm chí là chúng ta có thể là tham vọng lên được 12 cơ. Lên 12 thì kẹp thêm cái gì? Lên 12 thì sẽ kẹp thêm con Light Spirit. Đấy là ok nhất, nếu không thì nó sẽ là Kira nha anh em nhá. Hai cái đấy thôi. Còn cái bộ này thì chúng ta không kết hợp với cái tộc lùn. Đấy, chúng ta không kết hợp tộc lùn. Bởi vì đứng xa ấy, nó sẽ không có tận dụng được hết tối đa cái sức mạnh của cái bộ cá. 6 cá là nó phải đứng gần nha anh em nhá. Phạm vi cách đối thủ là 2 ô. Nên là cứ áp sát vào và triển thôi anh em ạ. Dâng toàn bộ đội hình lên áp sát triển thôi. Nó chơi nó dàn hàng ngang giống hệt Warrior luôn. Không khác tí gì luôn. Đấy, nhưng mà cái lượng đam nó to hơn. Nó cái lượng đam nó sẽ là tính theo giây và nó sẽ gây ra là 100 đam ít nhất nhá, là 100 đam trong vòng 3 giây. Đấy. Đấy là ít nhất. Còn cái lượng đam cao nhất trong giây trong mỗi giây thì nó có thể lên tới 1-2.000 đam. Nó là bình thường. Ví dụ anh em nhận cái lượng đam đến từ con bom 2 sao phun đồ chẳng hạn, hay con máy bay 2 sao phun đồ, thì chắc chắn là cái lượng đam của nó sẽ rơi vào đâu đấy đó tầm khoảng 1.000-2.000 đam. Đấy, phản lại nó sẽ là từng đấy. Cộng thêm 100 đam nữa. Nó còn mạnh hơn cả cái việc là con bom một tung trưởng cơ. Mà đấy là nó là gây trên một con nha anh em nhá. Còn đây là nó là chúng ta sẽ có 10 con. Rồi, chắc là tôi luôn tiếp anh em nhá. Đây rồi. Nói chung là chơi cái bộ này tôi roll nhiều lắm. Rồi, bây giờ ổn rồi đấy. Không roll nữa. Avenger Clive lên được 2 sao là thôi, dừng lại được rồi. Đấy, xong rồi là chúng ta đẩy luôn lên 9 luôn. Kiếm con Dragon Clive thôi. Ở level 9 nó sẽ là 6 Human, 6 Clive. Ok bạn ơi, cắt chuối luôn. Hay quá, chắc chắn là cắt chuối rồi. Không thể nào có cái câu chuyện khác được. Rất khỏe. Rồi. Sách cắn hết rồi. Bởi vì chúng ta bỏ tiền ra roll rồi mà. Nên là cái tiền này chúng ta, cái sách này chúng ta phải để up cấp. Đấy, tiền roll rồi thì sách phải để up cấp thôi. Rồi. Nói chung là cái bộ cá trong meta mới này nó bá quá luôn ấy. Nó không khác gì một cái món đồ cực kỳ là xịn sò, là cái Radian ấy ở trong Dota anh em. Đốt máu theo dây. Nó đốt là cứ xung quanh mỗi cái con bài của chúng ta ấy, chúng ta có 10 con bài thì trong vòng 2 ô của từng cái con bài đấy là nó sẽ gây ra là ít nhất là 100 đam mỗi giây, và nhiều nhất thì nó rơi vào đâu đấy tầm khoảng 2.000 thôi, nhẹ nhàng cái thôi. 10 con thì em cứ nhân lên một con 2.000 thì 10 con, mà nếu mà một con mà đúng, một con quân địch ấy mà nó đúng xung quanh là tất cả là 10 con của quân của chúng ta ấy. Đấy, 10 con của chúng ta thì là nó sẽ là bao nhiêu? Đương nhiên rồi. Nó sẽ là 20.000 đam. Đấy, là một lỗ phát trên luôn. Nhưng mà nên nhớ là cái đội hình này nó có thể lên 12 con nha anh em nhá. Tức là 12 con nhân với cả 2.000 đấy. Đấy, anh em thấy kinh khủng không? 12 con nhân với cả 2.000, tức là nó là 24.000 đam đấy. Ui ôi, nghe nó tới bá đạo hơn là cả cái bộ mết ngày trước rồi. Anh em nhớ cái meta mết không? God mết cọc không? Bọn nhà phát hành này nó si ra lắm anh em ạ. Tôi nói thật với anh em là anh em cũng không cần phải kêu ca nhiều về cái bộ cá đâu. Mặc dù là bá như thế, đúng là nó bá, nhưng mà nó sắp xuống hố đấy. Đó là cái dấu hiệu của xuống hố anh em nhá.
Khi mà anh em thấy cái bộ cá nó bá vãi cứt ra thì chính là cái dấu hiệu mà nó sắp xuống hố ở cái update tiếp theo. Anh em hãy nhớ lại cái bộ mết nha anh em nhá. Cái bộ God mết cọc meta ấy, meta trước ấy, God mết cọc gì nhỉ? Spirit. 6 mết kết hợp với cả 4 God, 4 Spirit, 4 cọc. Rồi, bây giờ nó đâu? Biến mất mẹ luôn. Không ai chơi luôn cơ mà. Dã man thì cỡ như thế cơ mà anh em. Đấy là đây là nó sẽ là cái dấu hiệu xuống hố cái bộ 4 cá đấy. Mà tôi không hiểu tại sao mà bọn nhà phát hành nó có những cái suy nghĩ nó phải nói là nó cũng khác biệt thật sự. Quả thật là rất là khác biệt. Không ai có thể tính được trước, lường trước được những cái gì mà nhà phát hành nó làm. Đấy, tôi lấy ví dụ như là cái lúc mà cái bọn mết ấy nó khỏe thì cái bọn cá này không thể xuất hiện. Nó chưa thể xuất hiện. Để mà counter bọn mết thì nó hợp lý hơn đúng không? Bây giờ bọn mết trái chơi nữa thì tự nhiên lại thấy cái bọn cá nó lại xuất hiện. Và nó lại bá lên cái mức độ mà nó không phải là nó xuất hiện để nó đấm cái bọn mết, mà cái bọn bốn cá nó xuất hiện là nó đấm tất. Dã man. Đấm tất luôn. Ảo mà Calada. Tôi nghĩ là phải giảm cái việc là gây sát thương. Chứ còn để 100 đam xong rồi là cộng hấp thụ mà phản 100% đam hấp thụ thì kinh khủng quá anh em ạ. Tôi nghĩ là chỉ giảm 50. Tức là chúng ta nếu mà bị nhận 100% đam sát thương ấy thì chỉ phản lại 50 thôi, chứ còn phản lại 100 thì kinh khủng quá. Đỡ làm sao được anh em. Nó khác gì là cái giáp phản ở trong Dota đâu. Nó vừa giống như cái giáp phản, nó vừa giống như cái Radiant anh em ạ. Một cái sự kết hợp cả hai. Radiant là gì? Đốt máu là 100 máu trong vòng 3 giây ấy là cái Radiant. Đấy, còn phản sát thương đấy, nó chính là cái việc là hấp thụ xong nó phản lại. Nó không khác gì là cái sự kết hợp giữa hai cái món đồ ở trong Dota. Quá kinh khủng luôn. Tôi nói thật với anh em. Đấy, xong rồi ở trong cái người con ngựa của tôi ấy, nó có một cái kháng hiệu ứng nữa. Thế là coi như là bất khả xâm phạm luôn, không thể cản luôn. Lấy cái gì cản? Chả có cái gì cản được luôn ấy. Thời 6 đá thì không thể cản được rồi. 6 đá vào thì có dây chuyền kháng hiệu ứng là nó sẽ không bị đọc đá nữa rồi. Đấy, thế còn lượng đam gây ra thì kể cả là bây giờ nhá, có đứng im thì vẫn có thể là gây đam được cơ mà. Dã man chưa anh em? Rồi, lên level 10 rồi anh em ạ. Vãi cứt 100% máu luôn này. Sợ thật sự. Rồi, chuẩn bị lên 11 là đủ bộ nha anh em nhá. Mà cái trận này, nhìn thế trận như thế này thì có khi lên được 12 ấy. 12 kẹp thêm online spirit vào, thế là coi như là vô địch luôn. Chả có cái thằng nào đánh được luôn. Sợ thật đấy. Mà tôi mới nhận ra là cái bộ cá kết hợp với cái bộ line này nó gần như là bất tử luôn anh em ạ. Bởi vì cái tầng phúc âm ấy, anh em cứ để ý là nếu mà 6 cá nhá, ở những cái giây đầu tiên ấy, 3 giây đầu tiên thì chúng ta sẽ có 6 tầng phúc âm. Mà mỗi một cái tầng phúc âm đấy là chúng ta sẽ được giảm 15% sát thương. Đấy, 6 tầng thì nó sẽ là giảm là 90% sát thương nha anh em nhá. Ui mẹ ơi. Bất tử mẹ luôn. Đã coi như giáp to rồi, kháng phép mạnh rồi, còn giảm sát thương lên tới 90%. Chưa tính những cái món đồ giảm sát thương đâu. Như là có chén thánh này. Đấy, giáp xoay này. Ui, bất tử luôn. Đấy, tôi lấy full đồ thủ luôn. Chén thánh, giáp xoay, hút máu trừ giáp, hút máu cuối. Chưa có cái găng tay Kira nữa thì chắc là bá đạo à. Thêm quả găng tay Kira ở level 10. Nếu mà không kẹp Light Spirit thì cho quả Kira vào thì có con ngựa chắc bất tử luôn. Ngựa 2 sao nha anh em nhé. Tôi không chơi ngựa 3 luôn. Ngựa 2. Rồi, chắc chắn đã lên được 12 rồi anh em ạ. Đợt này khỏe như ngày. Quá bá rồi. Bây giờ là chúng ta, kể cả chúng ta không lên được 12 ấy, và chúng ta mất được cái chuỗi này ấy, thì tôi sẽ thay sang cái bộ 6 cá kết hợp với cả 6 clan luôn. Đấy, ở level 11 là chúng ta đủ bộ rồi nha anh em nhá. Nhưng mà cái trận này tôi thấy là cái thế trận này chúng ta có thể lên được 12 thì tội gì mà không lên, đúng không anh em? Đấy, lên được. Khẳng định với anh em là lên được luôn. Đang rất khỏe ở đây. Đấy, round sau tôi lốt cái round này tôi sẽ roll hết tiền đó. Trận này có Warrior mà chết hết rồi. Đấy, bọn này mang tiếng là sợ Warrior, nhưng mà khi mà chúng ta full đồ thủ, full đồ hồi máu thì chúng ta không sợ nữa. Đấy, chúng ta kẹp thêm mết vào thì chúng ta lại còn counter ở bộ Warrior cơ. Tôi lại còn counter ở Warrior luôn. Đều rồi, thôi xong rồi bạn ơi. Thế thì các bạn quỳ xuống hết.
Warrior với chúng tôi. Ờ, kể cả có giết được chết hết thì cũng không thể giết được con này đâu. Rồi, bây giờ thì tôi cũng không giữ cái 50 tiền này làm gì cả anh em nhá. Cái tầm này tôi xả tiền thôi, để tôi kiếm một già 2 thì con rồng 2. Ok. Cá lồng rồi. Được. À và chúng ta sẽ kiếm luôn cái con Tesu luôn anh em nhá. Cái tầm này là sẽ phải form rồi. Đấy, cá là có bao nhiêu con cá lấy hết. Đặc biệt là con cá kích hoạt Wizard ấy là phải lấy. Ok, con này sẽ bán đi. Bán con rơi đi này. Rơi thì không cần. Con rơi nó chỉ giữ lại khi mà chúng ta chơi Glacier kết hợp với Line thôi anh em. 6 Glacier kết hợp với 6 Line ấy. Còn chuyện này tôi không. Tôi tí nữa tôi chuyển sang cá luôn. 6 cá kết hợp với 6 Line bất tử. Nói thế cho nhanh. Ok. Rồi. Đây đúng không? Warrior đúng không? Không sợ. Tầm này không sợ rồi. Đấy. Anh em thấy chưa? Giải tán lắm đông nhanh lắm. Warrior dây. Cứ tưởng counter vào line như thế nào. Giời. Sắp lên được 12 rồi. Đây rồi. Hèo quá. Thiếu Tsunami đúng không? Đủ hết rồi, còn mỗi con Tsu rồi. Đúng không nhỉ? Đúng rồi. 5 con mà, 5 con cá mà đúng không? Chúng ta có 5 con cá. Thì bây giờ thiếu con Tsu nữa xong. Đấy. Lên 12 phát là thừa một slot luôn đấy nhá. Thừa một slot thì kẹp Kira hoặc là kẹp kẹp Light Spirit. Bộ này chính ra chơi Kira rất ngon bởi vì rất nhiều đánh gần. Đấy, chúng ta thừa cái stack luôn. Rất nhiều đánh gần luôn. Anh em cứ để ý mà xem. Cái bộ này là full 6 đánh gần là coi như là max stack. Max stack của bộ Kira. Cực kỳ trâu, máu nhiều, đánh khỏe này, xong rồi còn hồi máu nhanh này. Ủa. Làm sao mà cái bọn Warrior này nó đỡ được. Tí nữa còn mấy tầng phúc âm thì Warrior này xác định nó gặp chết luôn. Vào phát áp sát càng chết. Anh em tin không? Đủ 6 cái một cái thì con bọn Warrior nó áp sát vào chỉ trong vòng 3 giây là bay màu toàn bộ đội hình thôi. Đúng 3 giây luôn. Đó, tạm thời 4 cá đã nhá. Đều 4 cá cái đã. Rồi, roll hết tiền luôn anh em ạ. Dòng này, dòng 3. Lại con cá này, bán này đi. Rồi. Tôi vẫn cần là phải có Tsu, nếu không là không kích hoạt được đâu nhá. Ok. Vẫn chưa ra Tsu nào ạ. Roll ở level 10 nhá. Ảo thật. Cả Light Spirit cũng chẳng thấy đâu. Thế là thế nào? Nhưng mà 4 cá nó cũng đã khỏe rồi này anh em này. Ôi anh em nhìn chưa? Cái con Avenger Glide của tôi nó không mất máu luôn kìa anh em kìa. 4 cá thì nó không có cái vỡ phúc âm. Nhưng mà nó vẫn là có 4 tầng phúc âm nha anh em nhá. 4 tầng phu âm cộng thêm và 2 tầng phu âm cố định. Đấy. Cái 4 tầng phu âm cộng thêm ấy thì anh em sẽ nó sẽ bị trừ theo 3 giây trừ 1 tầng. Còn 2 cái tầng cố định ấy thì lúc nào nó cũng sẽ có 2 tầng. Tức là cái 2 cái tầng cố định thì nó sẽ không bị giảm đi nha anh em nhá. Còn 4 tầng còn lại thì nó sẽ bị giảm đi, nhưng mà 3 cái giây đầu ấy là chúng ta sẽ có được là 90% giảm sát thương. Đấy. Chính vì cái lý do đấy mà cái bọn Lai này nếu mà chưa cần kết hợp với 6 cá đâu, chỉ cần kết hợp với 4 cá thôi thì nó cũng đã không sợ con Dark Spirit rồi anh em ạ. Đấy, nó không sợ con Dark Spirit anh em nhá. Sát thương kỹ năng đốt phần trăm máu theo giây nhưng mà lại bị giảm bởi tầng phúc âm. Giảm phần trăm bởi tầng phúc âm. Nên là cái bọn này bây giờ nó khỏe quá. Chịu rồi. Chả biết làm nào luôn. Đấy, tôi chỉ biết là khuyên anh em là nên tận hưởng lốt những cái gì mà nó đang có trước khi cái bộ này đóng hòm nha anh em. tôi xin nhắc lại một lần nữa, nó sắp đóng hòm rồi đấy. Rồi, khỏe quá, chịu rồi. Đối thủ bây giờ bất lực rồi, không thể làm gì đâu mà. Bây giờ chấp cả Lancer hay sao, chúa quỷ hay sao vào đây, nó giảm sát thương ấy.
Thì kể cả, à đấy tôi quên, tôi còn chưa nói với anh em cái điều này cơ. Đấy là cái việc mà cái bộ lai này nhá, nó rất sợ cái bộ Demon đúng không? Nó rất sợ Demon bởi vì đánh xuyên giáp. Rất sợ tộc Witcher và Demon vì đánh xuyên giáp. Đấy, ngày trước là rất sợ là cái bộ mà cọc kẹp với cả Demon rồi dồn toàn bộ đồ cho con Evil Shadow ấy, Shadow Evil ấy, nó tung trưởng một phát là thổi một phát là bay màu luôn bọn lai đúng không? Nhưng bây giờ không có chuyện đấy đâu anh em. Đấy, bởi vì cái bọn này là nó giảm 90% sát thương. Nên kể cả là sát thương chuẩn nó cũng giảm. Nha anh em nhá. Giảm cả sát thương chuẩn luôn. Chứ không phải là sát thương phép đâu. Nên là bọn này bây giờ nó không sợ cái bộ ấy nữa. Rất là khỏe luôn. Tôi chưa nghĩ là bây giờ bọn lai nó sợ cái bọn nào cả đấy. Nếu mà cứ ghép 6 con lai với 6 cá như này thì trông có vẻ bá quá nhỉ. Mà cái bọn lai này nó được cái nó áp sát cơ. Nên là nó phát huy tối đa sức mạnh của bọn 6 cá. Ơ kìa, Tetsu đâu ra đi, bọn nó chết hết rồi. Ui giời ơi, sao mà mày không ra? Dragon Clay lên được 3 sao đến nơi rồi mà vẫn chưa ra này. Cay thật. Trận này tôi lại vừa muốn 100% máu đến hết game nữa cơ anh em ạ. Tôi muốn 100% máu hết game cơ. Bây giờ mà bảo bỏ bài ra để cho cái bọn kia nó sống thêm một vài round nữa thì thôi anh em ơi. Tôi thích coi như là còn trinh anh em nhá. Kết thúc trận đấu mà cái màng trinh nó vẫn còn trắng. Thôi nói chung là tầm này không bỏ bài ra đâu. Anh em đừng bảo tôi bỏ bài, không bỏ bài đâu. Tôi không có cái thói quen là bỏ bài ra để mà câu giờ để kéo lên 3 sao với cả form đội hình đâu anh em ạ. Cái đấy nó không có trên kênh này anh em nhá. Rồi, nói chung là kết thúc trận đấu 100% máu thôi nào. Ui giời. Thoải mái đi bạn ơi, nhìn chồng bọn Warrior đánh kìa. Lancer 2 sao chấp cả lo cho nó luôn ý. Ua. Giảm sát thương anh em ơi. Đánh kìa, nhìn kìa. Đấm đấm mạnh thế nào, mạnh nữa là cướp điên luôn này, thứ một chết. Xong rồi. Solo, hồi máu kìa, nhìn hồi máu kìa. Căng chưa. Rồi xong rồi anh em ơi, hai thằng Warrior đấm nhau. Bây giờ tôi đấm lốt cái thằng Warrior này. Ui, Light Speed này, từ từ nha, con này cần á. Tí nữa Tsunami kẹp vào mới mạnh. Không có à, vãi đái thật. Ơ kìa, ảo thế nhở. ảo thật đấy. Cay nhở. Trận đấu không có tên Tsunami luôn ạ, cay thật. Hết bố game rồi. Thế thôi, 4 cá thôi. 4 cá mạnh rồi. 4 cá thì nó chỉ khác 6 cá là nó không có cái lỗ đam thôi nhá anh em nhá. Đấy, tức là nó sẽ không có cái lỗ đam phúc âm thôi. Còn lại là nó giống hết. Giảm sát thương vẫn là 90%. Và khi mà nó vỡ hết cái tầng phúc âm ấy thì nó ít nhất là nó vẫn giảm 30% đam. Đấy, nó khỏe lắm. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi bạn ơi. Lần này thì mày chết. Quả trừ giáp như thế kia thì chết rồi. Khả năng 3 gạt là bay màu thôi. 3 gạt là bay màu. Ui, có bị hack nữa. Thôi xong rồi bạn ơi. Cưỡng làm sao. Khỏe quá đi mà tôi trâu quá. Dã man thật. 2 sao đấy anh em. Mà trận này tôi lại không lên được 6 cá. Nó cũng hơi buồn nhỉ anh em nhỉ. Nhưng mà thôi, thế là tôi nghĩ là cũng là đủ để anh em biết rồi. Rồi xong anh em tự trải nghiệm thôi nha anh em nhá. Thế anh em nhá. Đấy anh em thấy không, cộng điểm cộng luôn cả chuỗi top 1 đây này. Đấy. Anh em thấy hay để tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái, cái clip mà tôi giải thích cặn kẽ cái bộ 4 cá à 6 cá nha anh em nhá. Đấy, tôi giải thích cặn kẽ cho anh em nào mà chưa biết cái bộ 6 cá nó hoạt động như nào. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi cái bộ 6 cá kết hợp với 4 Witcher. Cũng là một trong những cái line up cực kỳ mạnh trong cái giai đoạn hiện tại anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để hỗ trợ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều và hẹn gặp